Trường tiểu học Đô thị Việt Hưng nằm trên con phố Bùi Thiện Ngộ thuộc phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội. Một ngôi trường mà tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh cùng chung một mục tiêu là xây dựng trường học hạnh phúc để mỗi ngày đến trường của học sinh là một ngày hạnh phúc. Giá trị cốt lõi của trường học hạnh phúc chính là yêu thương, an toàn và tôn trọng. Nhận thức rõ điều đó nên đội ngũ giáo viên của nhà trường bên cạnh lòng yêu nghề còn thường xuyên bồi dưỡng các kỹ năng yêu thương và tôn trọng học sinh. Thầy cô giáo luôn có ý thức rèn luyện để có kỹ năng tự quản lý cảm xúc, biết kiểm soát, biết điều chỉnh những xúc cảm tiêu cực, biết phát huy những xúc cảm tích cực nhằm tạo mối quan hệ thân thiết, đồng cảm, chia sẻ với học sinh. Nhà trường quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, khung cảnh sư phạm, trường lớp luôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, gần gũi với thiên nhiên. Những khẩu hiệu, nội quy mang tính giáo dục nhân văn, định hướng nhận thức và hành vi cho học sinh được thấy ở khắp nơi trong khuôn viên trường. Các lớp học luôn sạch sẽ, được trang trí đẹp mắt, gần gũi với học sinh. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, ngoại khóa, các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, thể thao, an toàn, lành mạnh, phù hợp với độ tuổi, đặc điểm tâm sinh lý của học sinh tiểu học. Thông qua những tiết học này, kích thích sự say mê, sáng tạo của học sinh, tạo tâm thế thoải mái, vui vẻ, gắn kết giữa các thành viên. Trong trường học hạnh phúc, yếu tố con người là những giá trị nhân văn và những chuẩn mực hành vi tích cực giữa người với người. Đây là yếu tố cần được chú trọng xây dựng. Cụ thể là mối quan hệ giữa giáo viên và giáo viên, học sinh và học sinh, giữa giáo viên với học sinh, giữa giáo viên và ban giám hiệu, giữa giáo viên và phụ huynh. Sự tôn trọng, thân thiện, cởi mở tạo sự gần gũi, tin tưởng, giúp học sinh yên tâm chia sẻ, bày tỏ. Mỗi giờ học của các em trở nên vui vẻ, hứng thú, được thực hành, trải nghiệm nhiều hơn với nhiều hình thức học tập khác nhau. Xây dựng trường học hạnh phúc để trường tiểu học Đô thị Việt Hưng là một môi trường giáo dục tin cậy, là nơi gửi gắm con em của cha mẹ học sinh, là nơi các thầy cô giáo, các nhân viên, học sinh cũng như phụ huynh đều cảm thấy hạnh phúc trong quá trình dạy, học và làm việc, là nơi tình yêu thương giữa các nhà giáo, giữa thầy và trò, giữa học sinh với nhau được trân trọng và bồi đắp hàng ngày. Hạnh phúc sẽ lan tỏa đến phụ huynh học sinh và toàn xã hội.